Kênh chăm sóc dừa Minh Nguyễn Biệt Vườn xin kính chào quý bà con nông dân. Thì đến với chương trình nội dung video clip hôm nay thì Minh Nguyễn xin chia sẻ cho quý bà con nông dân những cái tuyệt chiêu để cho bà con phun thuốc giúp cây dừa chúng ta phát triển rất là mạnh và đậu trái tối đa vào cái mùa mưa này. Đó thì mình đang quay review cho bà con, đây là cây dừa mã lai đít bầu 7 năm tuổi. Thì cái dừa này là hồi đó mình trồng cái khoảng cách cây là 5m. Hồi xưa mình trồng là 5m thôi nha bà quý bà con. Thì mình trồng là 5-6. Đó thì hôm nay cái dừa nó được 7 năm tuổi. Thì cái đây là cái dừa mã lai bầu. Bà con thấy trên màn hình nó là cái dừa nó rất là trái rất là nhiều. Và cái lượng trái nó rất là ổn định vào cái mùa này. Đó thì mình sẽ quay cho bà con vài cây để bà con xem. Rồi mình sẽ chia sẻ cái vấn đề cái dừa nó đậu trái và cái cách để bà con phun thuốc cho nó hiệu quả nha. Thì trong thời gian vừa qua thì Minh Nguyễn cũng có chia sẻ cho bà con nông dân là những cái kinh nghiệm để cho bà con nông dân phun thuốc ngừa vô, phun thuốc đặng cho cái cây dừa nó đậu trái tối đa ha. Thì những cái loại thuốc gì nào phun cho cây dừa đạt hiệu quả cao thì trong nội dung video này bà con xem đừng có lướt qua, từ 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 để mình chia sẻ cho bà con cho trước mắt cho bà con thấy cái thành quả trước rồi bà con mới có lòng tin để cho bà con chăm sóc theo cái kinh nghiệm của Minh Nguyễn. Chứ bây giờ mình nói được mà mình làm không được thì nói chung bà con cũng hơi cũng không có đúng ha. Đó thì Minh Nguyễn sẽ quay cho bà con thấy nè. Đây. Đây, đó, đây là vườn dừa mã lai đít bầu của mình nha. Vì sao mình xài loại thuốc hiệu quả mà bà con xài không hiệu quả? Thì có một phần là do nông dân cũng không có phun thuốc đúng cái lịch trình y chang Minh Nguyễn chia sẻ. Và có một số bà con nông dân không có biết cái loại thuốc mà Minh Nguyễn chia sẻ trong những cái phiên live và cái đợt quay video này. Thì hôm nay bà con đã có duyên để tìm được cái kênh của Minh Nguyễn. Thì bà con sẽ thấy Minh Nguyễn chia sẻ những kinh nghiệm hay. Thì bây giờ cái mùa này là cái mùa mưa. Mưa này nó mưa rất là nhiều. Mưa nó dây dẫn luôn, nhiều khi có dùng mà là mưa bão luôn bà con ha. Thì cái những cái chất độc tố trên nước mưa rất là nguy hiểm cây dừa. Thì chúng ta cái nguyên nhân là chúng ta không giải độc được ở trên cái cây dừa thì nó sẽ gây ra ngộ độc cho cái cây dừa, nó sẽ bị rụng trái non rất là nhiều. Thì cái chế phẩm mà mình sử dụng cho cái cây dừa mà thứ nhất là một cái chai rong biển. Thì cái đó rong biển nè, lát mình sẽ ghim trên màn hình nha. Đây là cái chai rong biển nè. Đó, cái chai này là thể tích 1 lít nè. Bà con phun được tới là 400 lít nước nha bà con. Đó, bà con quý bà con phun được 400 lít nước. Thì nó là có nhiệm vụ là giải độc nè, giúp cho cây dừa ta nó nở đọt ra, nó bung đọt ha, nó phát triển cái lưỡi mèo to khỏe. Đây mình sẽ quay, mình đi vô vườn nè, trong đây nó hơi rập nha bà con. Đó, mình đi clip trong luôn, chứ để nhiều khi bà con nói mình quay cái vòng ngoài không, vòng trong mình không quay. Thì hôm nay mình quay đi, mình đi ruộng trực tiếp cho bà con thấy luôn. Nè, đó. Cái chai rong biển đó là rất là lợi hại nha bà con. Bà con phun vô cứ định kỳ cho mình là cứ bà con nửa tháng mà phun lần. Không có nhiêu tiền hết. Rồi kết hợp thêm cái chai mà B cộng nữa ha. Cái chai B cộng đó là nó có cái nhiệm vụ là nó tăng thụ phấn cho trái dừa đó. Đó, nó kéo bông, nó tăng thụ phấn, nó giúp cây dừa nó đậu, tỷ lệ đậu rất là cao. Đó thì cái bộ sản phẩm nè, rong biển nè, rồi chai lớn trái dừa chín chín đó. Đây. Đó, bà con thấy am không? Nè mình zoom gần để cho bà con thấy nè. Đây nè, đó. Nó mang đầy gỗ luôn. Thì những cái kinh nghiệm thực tế là Minh Nguyễn có chia sẻ cho bà con những cái đợt quay vlog vừa rồi thì Minh Nguyễn cũng chia sẻ rất là kỹ. Nhiều khi bà con thấy không có thấy mà mình quay trực tiếp đó, mình nói chung mình có phát like cho bà con trên giờ khung giờ từ 17 giờ đó bà con. Mình cũng mình phát like chia sẻ cho bà con những kỹ thuật trồng dừa. Thì bà con nào nhấn nhúc thời gian cái giờ đó xem Minh Nguyễn like bên YouTuber và YouTube đang xem nè, và bên TikTok ha. Bà con nào có muốn chăm sóc cây dừa thì hãy vào giấc đó, bà con vào xem phiên live Minh Nguyễn chia sẻ nha. Đó thì bây giờ cái vấn đề là cái phân, cái thuốc là chỉ có chai rong biển nè, chai rong biển đó, rồi chai buron đó, rồi chai lớn trái dừa chín chín, và kết hợp thêm cho mình là cái chai con ếch xanh, để cái chai đó nó có nhiệm vụ là nó giúp cho cái cây dừa chúng ta nó thì khi bà con phun thuốc á, nó đậu trái nó không bị trôi thuốc. Đó cái tuyệt chiêu của mình á. Và mình chia sẻ thêm luôn. Thì ở đây mình phun thuốc á, nó hiệu quả theo cái kinh nghiệm của mình.
thì bà con lấy cái này bà con rút kinh nghiệm nha. Thì một bình 25 lít á, tại mình là nhà nông thực tế mà mình chia sẻ có sao mình chia sẻ vậy, là cái bình 25 lít thì mình phun cho là 18-19 cây dừa. Đó, bà con phun y chang cái theo công thức của mình thì bà dừa bà con nó cũng sẽ đạt y chang vậy thôi. À, bà con nắm được chưa? Thì nói chung là bà con Minh Nguyễn, bà con có đặt những loại thuốc Minh Nguyễn vừa like mình vừa ghim trong màn hình đó, thì Minh Nguyễn sẽ chia sẻ, mình sẽ giao cho bà con trên toàn quốc. Lát mà mình sẽ ghim số Zalo trên màn hình đó để cho bà con mua, có muốn xài sử dụng những sản phẩm này thì bà con cứ Zalo cho mình giúp Lào đây nè. Nhưng mà con nói là trồng cái dừa nó khít vậy nè, nó không có trái, nhưng mà thực tế bà con thấy không, nó rất là trái nhiều nè. Đó, cái dừa này là dừa 7 năm tuổi nè bà con, nó trái ghê hồng không đó. Thì những cái sản phẩm kinh nghiệm mình chia sẻ ở đây là để cho bà con thực tế, chứ mình không phải là mình quay mình để cho mình khoe cái vườn dừa mình lên nha bà con. Đó đó, bà con thấy thực tế chưa, thấy không, rất đẹp chưa, trái xây bỏ không bỏ cổ nè, nó trái non ở trên nè. Đó, bà con thấy chưa, bởi Minh Nguyễn chia đây là cái thực tế ha. Ừ, thì mình cũng xin nói luôn nha bà con, không phải rồi mà cái dừa mà hay bị nứt trái nè bà con thấy không, nó đâu có bị nổ nhiều đâu, trên cái mặt đất mình dừa này không phải là Minh Nguyễn nó dọn dẹp gì đâu, là do cái thứ nhất là cái nước mưa nó nhiều quá, nó cũng gây một phần là ảnh hưởng tới cái nứt trái, nổ trái ha. Và cái thứ hai nữa là bà con nông dân vô những cái loại phân đạm cao quá, loại nhầm bà con không biết, cái vô phân như mà phân dạng ure DB là nó chứa cái hàm lượng đạm rất là cao, thành ra nó sẽ bị tét trái vào mùa mưa. Thì cái mùa này nông dân nên xài loại tăng chậm, phân đầu trâu, phân bình điền đó, ở chỗ bà con bán lúc nào cũng có bán hết á, mình chia sẻ kỹ cho bà con nha. Phân điền á là cái loại phân đó nó tăng chậm và 20-25 NPK đó đó bà con. Đó, cứ xài đó cho mình ha. Thì cái dừa bà con sẽ rất là ok. Đó, rồi mình chuyển qua clip khác là mình quay nha, chứ mình đi đây nãy giờ nó hơi sâu vô nó mất ánh sáng nè. Giờ đây là toàn cảnh cái khu vườn dừa của mình. Mình trồng rất là nhiều dừa cho nên mình đúc kết ra những cái kinh nghiệm thực tế để mình chia sẻ cho bà con nông dân, cho nên bà con cứ yên tâm sử dụng những cái kỹ thuật mình chia sẻ cũng như là những loại thuốc mình xài. Nói chung là mình có xài qua rồi cho nên mình nắm biết rất rõ những cái vấn đề mà cái cây dừa chúng ta nó có hiện tượng về là bị cái vấn đề gì đó, cho bên mình bà con yên tâm nha. Đây đó là mình chuyển qua cảnh qua bên đây là nha bà con ha. Đó, bà con thấy không nè, đó mà con thấy một cái cây dừa rất là đẹp trái nè, à thấy chưa, quá trời trái luôn, thấy bà con. Ồ, bà thấy trái quá trái luôn chưa, em đang điều chỉnh ánh sáng nè bà con ơi. Nó không bỏ cổ ha, rất là trái, rất là đẹp nè. Đó, xâm xê luôn, nó không bị đụng bông nè. Nó bà con thấy nhiều khi bà con nói nó bị đụng bông đụng trái là do cái thuốc mà mình xài quá liều, không phải đâu. Đó, Minh Nguyễn có xài qua cái loại những cái sản phẩm này bà con thấy không, rất là đẹp nè. Đó, hồi nãy mình đi clip trong ha, bây giờ mình chuyển qua cái clip dưới để cho bà con thấy. Đó, đây mình quay tiếp tục nha. Thì cái loại mà nếu bây giờ hiện tại cái dừa bà con mà nó bị tớp đọt á, thì Minh Nguyễn cũng có chia sẻ rồi, chia sẻ rồi cho bà con rất là kỹ cái vấn đề mà dừa bị tớp đọt, thì bà con hỗ trợ vô cái phân mà humic á, cái loại 10 kg đó là nó rất là lẹ phát triển cái dừa. Bà con bỏ một con lấy tới 10 lần. Chứ nếu bà con mà không có bỏ vốn đầu tư ra chăm sóc cái cây dừa mà vô không vô phân đủ thì cái dừa nó không có trái đâu. Đó. Thì cái mùa này là nhiều khi bà con phun thuốc vô phân rất là nhiều nhưng mà không có trái, tại vì bà con vô cái loại phân không có đúng cái kỹ thuật của nó, không có chia bên cây bông cây dừa. Thì cái vụ này mà mùa này mà bà con nhiều khi có bà con xài mà phân DB UD là vô cái dừa té hết ráo luôn. Đó, thì mình ở đây mình chỉ xài 20 hay 15 không, rồi cứ nó thấy mà nó xuống xuống dừa
thì mình quấn cho nó đằng cái thằng humic vô, cộng humic vô thì nó rất là đẹp nha. Đó, con thấy chưa? Đây, toàn cảnh vườn dừa của mình đây nè, thấy chưa? Đó, còn thấy trái vàng luôn không? Đây luôn. Đó, thấy kinh chưa? Mà con nhìn cái dừa mà cái lá nó rè như vậy nè, nó xả bẹ bẹ mà cái lá nó rủ 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 rè xuống á, thì cái dừa chúng ta sung dữ lắm. Còn một cái dừa nhầm vườn mà con nó đứng lá lên đó là cái dừa nó không có đủ dinh dưỡng đó. Mà con nhận biết cái ha, cái vấn đề đó nè. Đó, con thấy không? Đây mình đứng mình quay xa cỡ ba mấy mét đó bà con, 40 mét á mà nó bà con thấy nó vậy. Tại mình đứng xa mình rum á. Đó, quay toàn cảnh cho bà con thấy cái vườn dừa mình ha. Rồi, tóm lại là những cái bộ sản phẩm này, nếu mà con muốn đặt hàng thì có là thứ nhất nè, một chai rong biển hữu cơ. Mình báo giá luôn cho bà con luôn. Một chai rong biển hữu cơ là 190k. Một chai Buron B cộng là 160k. Một chai lớn trái dừa 99 là 130k. Rồi một chai ít xanh thì nó là 45k. Đó, phí ship không bao phí vận chuyển nha. Đặc biệt bà con có đặt cái bao humic 10kg thì mình sẽ bao phí vận chuyển cho bà con. Đó, chứ còn thuốc thì mình không bao nha. Rồi, thì Minh Nguyễn cũng chia sẻ cái kinh nghiệm và cái tuyệt chiêu. Có nhiều mình chia sẻ hết rồi. Thì bà con nào mà có đặt hàng thì Zalo cho Minh Nguyễn nha. Rồi, mình có ghi số Zalo trên màn hình nha bà con. Rồi, chào bà con nông dân.